Đấy, ba con chó đang cho hoang nhé các bạn ơi. Mình sẽ vớt một bọc cá đây ra đây nữa. Đây. Đây này. Đấy, nó đang bâu vào rồi này. Hello các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Thì các bạn ơi, vừa mới đi làm về thôi, thì vừa mới dọn tủ ấy, tủ lạnh của mình ấy, thì mình có hay đi đánh cá quăng chài bắt cá ở ngoài biển ấy, thì quá nhiều cá luôn. Đây là để mình quay cho các bạn xem. Đấy, rất là nhiều cá nha các bạn đấy, một thùng cá luôn này. Đó, chỗ này khoảng tầm hơn chục cân cá. Đấy là khô rồi nhá các bạn, mình phơi khô rồi. Đấy. Thì nó rất là nhiều cá quá, mình ăn không hết được thì mình quyết định là mang một nửa đi. Mang ra cho chó hoang ở bên này ăn các bạn ạ. Thì hiện tại mình đang có ở cái khu đằng sau khu công nghiệp của mình thế này. Đấy, cái khu này thì chưa xây dựng công ty gì, nó rất nhiều chó hoang luôn. Mình hiện tại đang ở bên Đài Loan nhé các bạn. Thì bên Đài Loan này rất nhiều chó hoang. Thì đây mình quá nhiều cá nên ăn không hết, bây giờ mình sẽ mang đi cho chó hoang ăn thôi. Chứ để nó cũng đầy áp tủ lạnh lên, không biết để làm gì. Đây, các bạn, đây có mấy con liền. Đây này, mấy con chó này, nhưng mà nó sợ mình này. Đấy, nó xông đến rồi này. Đấy. Đấy, một con đã chạy tới rồi các bạn ơi. Đấy, hai con đang sợ. Để thôi thì mình đi để cho nó ăn nhá. Đấy, mình vừa mới vớt một bọc rồi. Cái nó sợ, nó chưa tắm ăn đấy các bạn ạ. Thì ở trong cái khu này này. Đây, cái khu này này. Có rất nhiều chó hoang luôn đấy. Thì mình đứng từ xa mình quay lại. Đấy, ba con đang bâu vào rồi. Đấy, ba con liền nó đang bâu vào mà mình cũng không biết là nó có ăn hay không. Nhưng mà kiểu gì nó cũng ăn. Ở đây thì chắc nó cũng tìm được thức ăn thôi. Vì cái khu nhiều như rộng như này thì kiểu gì chẳng có chuột chiếc các kiểu. Đấy, giờ mình tiếp tục mình đi lên lượn trên. Đấy, ba con chó đang cho hoang nhé các bạn ơi. Mình sẽ vớt một bọc cá đây ra đây nữa. Đây. Đây này. Đấy, nó đang bâu vào rồi này. Thì mình ve ra ve đường đấy nhá. Đấy, vớt xong rồi này. Thì toàn là cá thôi mà không biết nó có ăn không. Đấy, đang mừng này. Đây để mình ve dịch vào trong này. Không tí nữa ấy. Tí nữa nó đói nó ăn. Đây, mình sẽ vớt dịch vào trong mé đường này. Không tí nó ô tô đi nó cắn vào. Đấy, một bọc cá. Này, chó rất đẹp nha các bạn. Đấy, đẹp không? Đấy, toàn chó hoang rồi, trong cái khu này thì bạt ngàn luôn. Thì mình sẽ bọc đặt ở đây một bọc này, ở trong này nó rất nhiều luôn. Bình thường mình đi ra đây câu cá là thấy nhiều lắm. Thì ngay sau này thôi là biển rồi, đây sau cái bờ này là biển. Bây giờ mình sẽ đặt một cái hộp cá to nhất ở trong bên này. Đấy. Đây còn đây con chó đực. Đấy. Chắc là nó chưa ăn đấy, nó hẳn còn đang tán tỉnh nhau. Trên kia có một con. Bao nhiêu công sức đây này, cái hộp cá này bao nhiêu công sức của mình các bạn ạ. Đi bắt nhiều cá, đây là toàn ấy thôi, còn toàn cá không có đầu thôi, cá mà mình sấy rồi, sấy chín luôn rồi. Cá này là mình bắt ở ngoài biển ấy, không có đầu, mình về mình bật máy sấy công nghiệp lên đây. Mình sấy ở 100 độ chín rồi. Nhưng mà vẫn không ăn đến, đây mình sẽ đặt một hộp nữa ở cái chỗ này. Cái chỗ này bình thường là cũng rất là nhiều chó đi vào, nó ở dưới cái chỗ mà đây này. Dưới cái máy phát ở cái chỗ phát điện bằng gió này. Rất nhiều luôn. Thì bây giờ mình sẽ bê một bọc nữa sang đây. Sang đây. Đây. Cái bê bọc này sang đây. Cùng cá này sang đây để. Để đấy cho nó ăn. Trời trời nó cũng tối rồi các bạn ạ. Trời đang rất là tối rồi.
mình quay trên đường quay về thôi. Nên dọn tủ lạnh xong muộn quá rồi. Đó, mình đặt vất cái thùng cá ở đấy. Thì kiểu gì mai nó cũng ăn hết thôi. Ở đây nhiều chó lắm ở trong cái khu này nữa, phải hàng trăm con luôn. Đây. Đây các bạn ơi, vừa nãy mình vớt cái bọc đấy này. Cái bọc cá bên kia đấy, chân cái máy phát điện đó, mấy cả chỗ này đây. Chó hoang đang chạy rất nhiều này, đây một con này. Kia một con, bên kia cũng có một con đen nữa kìa. Rất nhiều luôn. Thì đây là bên ngoài là biển này. Khu này là câu cá. Khu này là mình hay ra đây câu cá các bạn ạ. Đấy. Đây là biển nhá, hoàng hôn thì đã tắt rồi. Hoàng hôn thì đã tắt. Còn tít tỉnh tịt ở tận ngoài kia là có hai chiếc thuyền. ba chiếc thuyền rất to. 4, 5 chiếc thuyền to đùng luôn. Đấy, ở kia có hai người đang câu cá kìa các bạn. Đấy, ở đầu đấy, đó. Hai người đang câu cá. Thì đây là biển. Đây mình hay câu cá đây lắm. Đây là biển lớn rồi. Tít tỉnh tịt xa tít là bên kia là bên Trung Quốc rồi các bạn ạ. Đấy, còn đây là khu công nghiệp của mình. Thôi các bạn ơi, khu công nghiệp. Đấy, khu công nghiệp đây. Trong cái khu này cực kỳ nhiều chó luôn. Đây này, đây con chó đực này. Các bạn thấy không? Có. Có, nó chạy rồi. Chắc là chó đài nó không hiểu tiếng Việt. Chó đài không hiểu tiếng Việt. Đây. Thôi mình xin cứ kết thúc video tại đây nha các bạn ơi. Trời nó tối quá rồi các bạn ạ. Thì mình xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye các bạn nha. Tối quá.